thêm một sự thật về thần tượng Hồ Chí Minh lại gây sốc cho những kẻ sùng bái. Liên tiếp trong những ngày gần đây, không chỉ trên truyền thông nhà nước mà cả trên mạng xã hội, từ khóa Hồ Chí Minh trở thành một từ hot trend được xuất hiện rất nhiều lần. Xin bắt đầu bằng bản tin người đóng giả Bác Hồ vào quán bar Hà Nội có thể đối mặt vi phạm hình sự, của tờ báo Dân Việt đăng vào ngày 3 tháng 11. Bài báo cho biết cơ quan công an đã triệu tập nam thanh niên đóng giả Bác Hồ vào một quán bar ở Hà Nội để làm rõ động cơ, mục đích để xử lý nghiêm minh. Theo đó, một clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy nam thanh niên đóng giả Bác Hồ đã đến quán bar có địa chỉ tại phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cùng ngày hôm đó, báo Dân Việt còn khuyến cáo việc đóng giả nhái hình ảnh lãnh tụ một cách thiếu nghiêm túc khiến rất nhiều người bức xúc. Người đóng giả Bác Hồ vào quán bar ở Hà Nội có thể đối mặt với vi phạm hình sự. Theo tờ báo Dân Việt, sau khi bị dân mạng phản ứng gay gắt, đoạn clip đã được chủ nhân xóa khỏi trang cá nhân. Quán bar cũng khóa trang Facebook của mình. Tuy nhiên, đoạn clip đã được nhiều người sao chép và chia sẻ trên rất nhiều diễn đàn khắp nơi. Công luận và giới quan sát thấy rằng chuyện vừa kể xảy ra trong đêm một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, đó là lễ Halloween. Theo ý nghĩa truyền thống của lễ hội này, chủ đề là xoay quanh việc sử dụng sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực và cái chết. Trong một xã hội tự do thì hành động như trên chỉ là quyền biểu đạt của công dân, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Rất nhiều người dân xứ tự do nhái hình ảnh lãnh đạo của họ với mục đích chế giễu, thậm chí là bôi nhọ, nhưng chẳng có ai bị xử lý gì. Nhưng ở Việt Nam, hành động này là điều không bình thường. Khi hình ảnh của ông Hồ Chí Minh được sử dụng như sự hài ước và sự chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết. Câu chuyện thứ hai liên quan đến cuốn sách Thư gửi nước Mỹ của ông Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Được biết, cuốn sách này được xuất bản nhân sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Biden sang thăm Việt Nam vào thời gian trung tuần tháng 9 năm 2023. Nội dung cuốn sách bao gồm 32 bức thư điện công và hàm thần, đối thoại của ông Hồ Chí Minh gửi cho các tổng thống, các bộ trưởng, các tổ chức, các cá nhân của nước Mỹ trong suốt 24 năm, từ năm 1945 đến năm 1969. Nhiều tư liệu lần lượt được công bố. Nhà văn Tạ Duy Anh phát hiện thông tin có thể coi là chấn động sau khi đọc cuốn sách cụ thể. Trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ đề ngày 22 tháng 11 năm 1945, ông Hồ không ngại dùng từ cầu xin với Tổng thống Mỹ rằng: "Vì thế tôi tha thiết cầu xin ngài về bất cứ sự giúp đỡ nào có thể được." Nhà văn Tạ Duy Anh, Facebook Lão Tạ và cuốn sách mới Mối Chúa của tác giả. Tác giả Tạ Duy Anh với thân phận một nhà văn đang sống ở Việt Nam đã cẩn thận rào trước đón sau về một thực tế là ngày nay vẫn còn rất nhiều người sùng bái Hồ Chí Minh, coi việc chửi nền chính trị Mỹ như là một đảm bảo, dù là thô thiển, cho lòng trung thành của họ với ông. Họ có thể sẽ rất sốc khi trong hầu hết những bức thư, Hồ Chí Minh đều ca ngợi hết lời những giá trị của Mỹ như tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, thượng tôn công lý. Lâu nay, báo chí, truyền thông nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thường có các bài viết liên án việc bôi nhọ Hồ Chí Minh từ các thông tin ngoài luồng không chịu sự kiểm duyệt của họ. Nhưng đó chỉ là những thông tin phơi bày những sự thật vẫn bị giấu kín, đồng thời đưa ra một hình ảnh trái ngược với chân dung ông Hồ Chí Minh mà từ trước tới nay vẫn được sách vở và truyền thông nhà nước tuyên truyền mô tả như một vị thánh. Kể cả những câu chuyện được kể từ những nhân chứng từng sống bên cạnh ông Hồ Chí Minh trước đây như cựu đại tá Bùi Tín, nhà văn Vũ Thư Hiên, vân vân, thì báo Đảng đều chụp mũ cho họ rằng họ là những kẻ đào tẩu khỏi Tổ quốc, phản bội lý tưởng đã theo đuổi nhiều chục năm nay, không ngừng viết sách, viết báo, lên án các đài phát thanh nước ngoài vu cáo, bôi nhọ, xuyên tạc về Hồ Chí Minh. Cuốn sách Thư gửi nước Mỹ của ông Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Có nghĩa là những sự thật thì nhà nước Cộng sản Việt Nam ra sức chối bỏ, ngược lại họ còn bịa đặt các thông tin giả để lừa bịp dân chúng. Ví dụ, vụ Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới,
sau khi bị dư luận vạch trần là thông tin bịa đặt, không có thật, thì cuối cùng đã được truyền thông nhà nước đính chính công khai nhưng vẫn quên xin lỗi. Hay chuyện ông Hồ có mấy vợ, có con rõ rành rành là ai, tên gì, đang ở đâu, kể cả trang Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư cũng thừa nhận, biết không cãi được thì đảng và chính quyền lờ đi coi như quên. Nhưng vụ ông Hồ Chí Minh với bút danh là Trần Dân Tiên và Tê Lan viết sách vừa đi đường vừa kể chuyện để tự sướng, dư luận thấy rằng dù có muốn bác bỏ thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải chịu bó tay, vì bằng chứng đã quá rõ ràng, không đỡ nổi cho bác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Thêm một sự thật về thần tượng Hồ Chí Minh lại gây sốc cho những kẻ sùng bái. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Nhà nước công an trị ở Việt Nam có lợi cho ai? Kinh nghiệm từ các nước phát triển cho thấy giáo dục là nền tảng và là yếu tố quan trọng để mà phát triển một quốc gia. Sự thành công của nhiều nước trên thế giới cũng cho thấy nếu coi trọng và đầu tư thích đáng cho giáo dục sẽ mang lại kết quả lớn và là sự đầu tư khôn ngoan nhất. Trên trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào ngày 1 tháng 11 đưa tin, đại biểu Quốc hội đề xuất lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương. Theo đó, thảo luận tại Quốc hội sáng ngày 1 tháng 11, đại biểu Quốc hội Hà Ánh Phượng tại Phú Thọ đã đề xuất quy định lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp theo tính chất công việc vùng miền. Đại biểu Quốc hội đề xuất lương giáo viên ở mức cao trong thang bậc lương hành chính. Với lý do, theo bà Hà Ánh Phượng, 10 năm qua lương và thu nhập nhà giáo vẫn thấp, thậm chí có người không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Nhiều giáo viên phải nghỉ việc, chuyển việc, làm thêm việc khác nên chưa tròn vai và tâm huyết với nghề. Một câu hỏi đặt ra là vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định Việt Nam luôn kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa? Mà một trong những sự ưu việt đặc trưng của chủ nghĩa xã hội chính là việc đảm bảo miễn phí về giáo dục cũng như y tế. Như Cuba hay Bắc Triều Tiên, cho đến nay dù là những quốc gia nghèo đói song họ vẫn tiếp tục duy trì miễn phí y tế và giáo dục. Ngược lại, dưới lãnh đạo Việt Nam hoàn toàn không quan tâm đến lĩnh vực y tế và giáo dục mà lại quá mức ưu ái cho ngành công an. Theo số liệu dự toán chi ngân sách của Bộ Tài chính, trong 3 năm liên tiếp gần đây, chi cho Bộ Công an luôn cao thứ hai chỉ sau Bộ Quốc phòng và gấp hơn chục lần so với Bộ Giáo dục cũng như Bộ Y tế. Dự toán chi ngân sách của Bộ Tài chính qua các năm 2021, 2022 và 2023. Ví dụ cụ thể, vào năm 2022, Bộ Công an được phân bổ số tiền là 95,5 ngàn tỷ đồng và được tăng lên gần 100 ngàn tỷ đồng trong năm 2023. Trong khi năm 2022, số tiền chi cho giáo dục chỉ là 6,5 ngàn tỷ đồng và 6,5 ngàn tỷ đồng cho năm 2023. Điều đó cho thấy ngân sách chi cho ngành công an gấp khoảng 13 lần ngân sách chi cho giáo dục và ngân sách chi cho ngành y tế cũng ở tình trạng tương tự. Theo giới chuyên gia, điều đó có thể hiện chính sách bất hợp lý của chính quyền Việt Nam vì đã có sự ưu tiên quá mức với lực lượng thanh kiếm và lá chắn. Đó là điều phổ biến ở các quốc gia độc tài như Trung Quốc, Việt Nam. Chính quyền phụ thuộc vào công an và quân đội để mà đảm bảo sự độc tôn quyền lực của đảng. Do đó, nhà nước buộc phải chi rất nhiều tiền cho bộ máy công an và quân đội, bởi sự tồn vong của chế độ hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh đàn áp của hai lực lượng này đối với nhân dân. Qua báo cáo chi tiêu ngân sách cũng như đãi ngộ đối với công an và quân đội trong những năm gần đây đã cho thấy mối quan tâm lớn nhất hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền là giữ vững cho bằng được an ninh chính trị, hay nói một cách khác là giữ cho được vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ. Đại biểu Hà Ánh Phượng phát biểu tại phiên thảo luận tại nghị trường. Nguy hiểm hơn, với chính sách ưu tiên quá lớn cho ngành công an đã khiến cho lực lượng này trở thành một loại kiêu binh.
thao túng đời sống chính trị và xã hội tại Việt Nam, để tạo ra một nhà nước cảnh sát, duy trì chế độ công an trị, thì điều đó cũng làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong con mắt quốc tế bấy lâu nay. Việc đầu tư cho giáo dục sẽ mang lại lợi ích lâu dài về mọi mặt, trên mọi lĩnh vực. Đó là cách duy nhất giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai có đầy đủ đạo đức, kiến thức cũng như kỹ năng sống để mà góp phần vào việc xây dựng đất nước. Câu nói vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người đã khẳng định điều đó. Rõ ràng, mối quan tâm lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là giữ vững an ninh chính trị để duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo, mà họ hoàn toàn không hề xuất phát từ việc lợi ích của nhà nước và lợi ích của dân. Nếu thực sự là một nhà nước của dân, do dân, vì dân, thì không được phép làm như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin Nhà nước công an trị ở Việt Nam có lợi cho ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.